Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập tuần 25 của bài đồ thị hàm số y bằng ax bình và phương trình bậc hai một ẩn. Đầu tiên chúng ta thực hiện bài 6 trang 38 sách giáo khoa. Cho hàm số y bằng fx bằng x bình. Câu A, vẽ đồ thị của hàm số đó. Câu B, tính các giá trị của f trừ 8, f trừ 1,3, f trừ 0,5 và f 1,5. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện câu A, vẽ đồ thị hàm số. Muốn vẽ được đồ thị hàm số y bằng fx bình, y bằng fx bằng x bình, chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Tại x bằng trừ 2, các bạn sẽ tế vô y bằng trừ 2 tất cả bình. Như vậy chúng ta sẽ tính được y bằng 4. Tương tự, tại x bằng trừ 1, y bằng trừ 1 tất cả bình bằng 1. Tại x bằng 0, tính được y bằng 0. Tại x bằng 1, y bằng 1. Tại x bằng 2, thì tính được y bằng 4. Như vậy thì chúng ta sẽ có được đồ thị của hàm số y bằng x bình. Đồ thị này nó đi qua 5 cặp điểm các bạn. Câu B, tính giá trị của hàm số f trừ 8. Thì chúng ta muốn tính f trừ 8, chúng ta thế vô ở chỗ nào là x, chúng ta sẽ thế vô là trừ 8. Như vậy f trừ 8 sẽ bằng là trừ 8 tất cả bình bằng 64. F trừ 1,3 bằng trừ 1,3 tất cả bình bằng 1,69. F trừ 0,5 bằng trừ 0,5 tất cả bình bằng 0,25. Và cuối cùng F 1,5 sẽ bằng 1,5 tất cả bình bằng 2,25. Chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, bài 7 trang 38 sách giáo khoa. Trên mặt phẳng tọa độ có một điểm M thuộc đồ thị hàm số y bằng ax bình. Câu A, tìm hệ số A. Câu B, điểm A tọa độ 44 có thuộc đồ thị không? Câu C, hãy tìm thêm hai điểm nữa. Không kể điểm O để vẽ đồ thị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm câu A. Các bạn nhìn vào đồ thị hàm số, chúng ta thấy là điểm M sẽ có tọa độ là 21. Điểm M có tọa độ là 21, như vậy thì chúng ta sẽ thế x bằng 2, y bằng 1 vào hàm số. Thì ta được là A bằng 1/4. Vậy A bằng 1/4 nên hàm số cần tìm có dạng y bằng 1/4 x bình. Sang câu B, điểm A tọa độ 44 có thuộc đồ thị không? Muốn biết điểm A tọa độ này có thuộc đồ thị hay không thì chúng ta sẽ thế tọa độ điểm A là x bằng 4, y bằng 4 vào hàm số. Y bằng 1/4 x bình, lúc đó ta được 1/4 bằng 1/4 nhân 4 bình. Đây là một khẳng định đúng. Và khi mà chúng ta thế vô mà chúng ta được một khẳng định đúng thì chúng ta sẽ kết luận là điểm A thuộc đồ thị hàm số. Ngược lại, ví dụ như tụi con thế vô mà cái chỗ này là một khẳng định sai thì chúng ta sẽ nói là A không thuộc đồ thị hàm số. Câu C, theo tính chất đối xứng thì ta nên lấy điểm M phẩy có tọa độ là trừ 21 đối xứng với điểm M tọa độ 21, và điểm A phẩy có tọa độ là trừ 44 đối xứng với điểm A tọa độ 44 qua OY. Và lúc đó chúng ta sẽ vẽ một cái đồ thị như hình vẽ. Bài 9 sách giáo khoa trang 39. Cho hai hàm số y bằng 1/3 x bình và y bằng trừ x cộng 6. Câu A, vẽ đồ thị hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Câu B, tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A, lập bảng giá trị. Y bằng 1/3 x bình thì chúng ta sẽ thế vô. Tại x bằng trừ 3, các bạn sẽ tính được y bằng 3. Tại x bằng trừ 2, thế vô thì các bạn tính được y bằng 4/3. Tại x bằng 0, tính được y bằng 0. Tại x bằng 2, thì tính được y bằng 4/3. Tại x bằng 3, tính được y bằng 3. Ở đây chúng ta sẽ có 5 cặp điểm, chúng ta vẽ đường cong đi qua 5 cặp điểm này thì chúng ta sẽ được đồ thị hàm số y bằng 1/3 x bình. Bây giờ chúng ta sang đồ thị hàm số y bằng trừ x cộng 6. Đồ thị này có dạng y bằng ax cộng b, thì cách vẽ x bằng 0, y bằng b, là b ở đây là bằng 6, y bằng 0, x bằng trừ b trên a, vậy thì x sẽ bằng 6. Thì chúng ta có 2 cặp điểm, điểm ví dụ như là điểm A tọa độ là 0,6, điểm B tọa độ là 6,0. Chúng ta vẽ một cái đường thẳng đi qua hai điểm A và B thì chúng ta được vừa vẽ xong cái hàm số y bằng trừ x cộng 6.
Câu B, tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết phương trình hình độ giao điểm của hai hàm số 1 phần 3 x bình bằng trừ x cộng 6 nhân 2 vế cho 3 thì chúng ta sẽ được phương trình là x bình bằng trừ 3 x cộng 18, chuyển hết sang vế trái cho vế phải bằng 0. X bình cộng 3 x trừ 18 bằng 0. Tới đây chúng ta sẽ tiến hành tách 3 x thì các em sẽ tách thành là 6 x trừ 3 x. Sau đó gom nhóm x bình cộng 6 x như một nhóm, 3 x trừ 18 trừ 3 x trừ 18 như một nhóm, đặt nhân tử chung thì chúng ta sẽ ra được một cái phương trình đó là x cộng 6 nhân x trừ 3 bằng 0. Thì lúc này là chúng ta sẽ tính được x bằng trừ 6, x bằng 3. Với x bằng 3, thế x bằng 3 vào cái hàm số y bằng 1 phần 3 x bình hoặc là y bằng trừ x cộng 6, chúng ta thế vào hàm số nào cũng được. Ví dụ y bằng trừ x cộng 6 nha, thì y sẽ bằng trừ 3 cộng 6 bằng 3. Chúng ta sẽ có được điểm C tọa độ 3, 3. Tương tự với x bằng trừ 6 thì chúng ta sẽ thế vào y bằng trừ x cộng 6 là y bằng trừ của trừ 6 cộng 6, y bằng 12. Lúc đó chúng ta sẽ có điểm D tọa độ trừ 6, 12. Như vậy hàm số y bằng 1 phần 3 x bình và y bằng trừ x cộng 6 nó sẽ cách nhau tại hai điểm, đó là điểm C tọa độ 3, 3 và điểm D tọa độ trừ 6, 12. Bài 14, giải phương trình 2x bình cộng 5x cộng 2 bằng 0 theo các bước chống ví dụ 3 trong bài học. 2x bình cộng 5x cộng 2 bằng 0, chúng ta sẽ giải theo cái ví dụ 3 trong sách giáo khoa. Nếu bạn nào theo không kịp thì có thể mở ra coi lại. Cộng 2 đang ở vế trái, chúng ta sẽ chuyển sang vế phải thành trừ 2. Sau đó chúng ta sẽ chia 2 vế này cho 2 thì chúng ta được cái phương trình là x bình cộng 5x cộng 5 phần 2x bằng trừ 1. Sau đó chúng ta tách cái phần 5 phần 2x ở vế trái này thành là 2 nhân x nhân 5 phần 4 và cộng vào hai vế của cái phương trình trên với cùng một số là 25 phần 16 để vế trái mình ra được dạng hàm đẳng thức, đó là x cộng 5 phần 4 tất cả bình bằng, đây là chúng ta sẽ tính cái tổng này lại được bằng 9 phần 16. X cộng 5 phần 4 tất cả bình bằng 9 phần 16. Như vậy chúng ta sẽ ra được là x cộng 5 phần 4 bằng cộng trừ 3 phần 4. Như vậy tính được x1 bằng trừ 1 phần 2, x2 bằng trừ 1. Về nhà các bạn xem lại các bài tập đã giải. Đọc phần có thể em chưa biết, nghiên cứu trước bài 3 phương trình bậc hai một ẩn. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Chào các em.